Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này em sẽ chia sẻ đến các anh chị một cái ứng dụng đầu con mới, đó là chúng ta sẽ tham gia khai thác cái đồng chạm nhá. Cái đồng chạm này là cái mã thông báo đa chuỗi, nó được xây dựng ở trên cái mạng Solana blockchain ấy. Thì con này nó đóng cái vai trò đó là cái mã thông báo tiện ích của hệ sinh thái chạm. Và cái dự án chạm này thì nó có cái tổng cộng đó là 7 tỷ token và cho 20% dành cho airdrop nhá. Thì hiện tại cái dự án nó còn mới nên các anh chị cứ tranh thủ các anh chị khai thác. Nên ở cái video này em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị tiến hành đăng ký và các anh chị khai thác cái dự án chạm này. Để đăng ký tài khoản khai thác chạm này thì các anh chị click vào cái đường link em để ở bên dưới cái phần mô tả của video đấy, thì nó sẽ đưa các anh chị đến cái giao diện để các anh chị tiến hành đăng ký cái tài khoản nha. Rồi ở cái dòng nếm này thì các anh chị điền họ và tên của các anh chị việc in hoa không dấu nhá. Ở cái dòng thứ hai các anh chị điền cái địa chỉ email của các anh chị. Ở cái dòng này thì các anh chị đặt cái mật khẩu này. Và ở cái dòng invite code này đó là cái mã mời của em nhá. Các anh chị hoàn thành các cái trường thông tin ở trên này và các anh chị nhấn vào cái chữ register ở đây để đăng ký. Rồi, ok rồi đấy. Bây giờ để bắt đầu khai thác thì các anh chị nhấn vào cho em cái chữ my time ở đây. Rồi như thế là nó đã bắt đầu khai thác cho các anh chị rồi đấy. Cái con này thì cơ chế là 24 tiếng các anh chị quay trở lại các anh chị click một lần nhá. Để tuyển rep thì các anh chị click vào cái dòng copy referral link ở đây nhá. Đây các anh chị sao chép cái đường link đó các anh chị đi chia sẻ với bạn bè của các anh chị này. Ở trên cái ứng dụng này nếu mà các anh chị muốn nó tự đào trong vòng 30 ngày này thì các anh chị cần tốn cái phí đó là 5 đô nhá. Là gọi Gold Plane này. Và ở trên cái gọi Diamond Plane thì các anh chị trong vòng 90 ngày các anh chị không vào check in thì các anh chị cần phải tốn cái phí đó là 12 đô. Còn nếu mà các anh chị muốn vào đi thì các anh chị cứ 24 tiếng các anh chị quay trở lại các anh chị click một lần nhá. Rồi các anh chị click vào cái mục home ở đây này. Ở cái mục tab. Ở đây các anh chị join vào cái group chạm này thì các anh chị sẽ nhận được 600 cái đồng chạm nhá. Anh chị click vào các anh chị join vào này. Đây. Đây các anh chị join vào cái group này nhá. Đây các anh chị click để join vào này. Rồi bây giờ các anh chị quay trở lại này. Ở đây thì em đã join vào rồi nhá, nhưng mà chưa thấy nhận được 600 cái đồng chạm này nơi. Thì các anh chị cứ thực hiện các cái nhiệm vụ đó để các anh chị xem có nhận được hay là không nhá. Em sẽ thực hiện sau và nếu mà nhận được thì em sẽ cập nhật đến các anh chị. Ở cái mục này nó có cái mục download cái chạm app ở đây này thì các anh chị sẽ nhận được 800 cái đồng chạm nhá. Đây. Các anh chị click vào đây để các anh chị tải về nhá. Các anh chị nhận vào đây để các anh chị tải về này. Sau này cái đồng chạm mà chúng ta khai thác được đấy thì nó sẽ được list ở trên cái sàn chạm bit này nhá. Theo cái sách trắng thì theo cái sách trắng thì bên dự án nói như thế nhá. Các anh chị có thể hoàn thành các cái nhiệm vụ ở đây để các anh chị kiếm thêm cái đồng chạm nhá. Nhưng mà hiện tại thì khi thực hiện rồi thì em cũng chưa thấy là đã nhận được cái đồng chạm này. Thì cái nhiệm vụ này thì để em tham khảo lại rồi em sẽ cập nhật đến các anh chị sau nhá. Ở cái mục My Downline ở đây này. Đây là cái trường dễ của các anh chị đấy. Rồi ở cái mục P2P. Khi các anh chị click vào cái mục P2P này thì nó sẽ chuyển các anh chị sang cái sang nhá. Cái sang chạm bit đấy. Thì sau này cái đồng mà chúng ta khai thác được đây ở đây này thì nó cũng sẽ được bán ở trên cái sang chạm bit đó đấy. Rồi các anh chị có thể vào cái mục roadmap ở đây để các anh chị tham khảo này. Và ở cái mục wallpaper này. Đây các anh chị tải xuống và các anh chị tham khảo nhá. Thì cái mục đó thì em cũng đã tham khảo sơ qua rồi thì cũng đã có chia sẻ sơ qua với các anh chị đấy. Trước video đấy. Thì hiện tại cái dự án này nó còn mới nhá, nên các anh chị cứ đăng ký các anh chị khai thác. Sau này cái dự án này nó có thêm cái thông tin hay là cái cập nhật gì đấy thì em sẽ tiếp tục chia sẻ đến các anh chị sau. Rồi em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.